mình dựng lên một cái xe là mình luôn đặt cái vấn đề thực dụng vô. Anh em đừng có soi mói là ốc này không đúng, ốc kia không đúng, ốc này sai. Thực sự luôn á, sai hay đúng đều do mình quyết định và đều do chủ xe quyết định. Bởi vì sao? Mình là người dọn cái xe, chủ xe là người sử dụng cái xe, mà chủ xe là người then chốt bỏ số tiền ra dựng lại cái xe ý theo người ta. Bây giờ ổng nói lợp y màu trắng á, dám cãi ổng kêu lợp y màu đen không? Cái nào đúng thì thôi. Ví dụ như ổng nói cái này thích của người ta, nhưng mà ổng kêu... Chào 500 em YouTuber đến với kênh Tây Quân Điển Vlog. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành review cho các bạn xem về một cái xe Dream Thái. Thì mình cam kết với các bạn luôn, khi mà xem kênh của anh Tây Quân Điển á thì nó sẽ không có cái nào nó giống cái nào hết. Đừng có nói anh Tây dọn 10 xe Dream Thái ra là nó sẽ giống 10 xe Dream Thái. Mỗi xe Dream Thái đều khác nhau hết. Ví dụ như cái xe này khi mà mình chưa lắp ráp vô, mình cũng hỏi các bạn rồi, cái điện xe này nó có cái gì sai. Thì thật sự luôn, xe này có nhiều cái sai lắm. Sai là sao? Sai là sai theo ý chủ xe, sai theo cái thói quen của chủ xe sử dụng một chiếc xe. Thì bây giờ đầu tiên xe này á, là chủ xe bắt buộc luôn là phải ráp lại thắng dĩa. Bởi vì vợ ảnh thì hay vít ga lên qua mặt xe tải độ muốn bóp thắng ăn. Nhưng mà mình cũng tư vấn luôn, cái thắng dĩa thì nó hay kêu sẹt sẹt, thắng đùm thì nó êm hơn. Đó, và mình làm lại cái thắng đùm, thực sự khi mà cái thắng đùm mình làm lại nó vẫn rất là ngon nha. Bóp nó rất ăn và dịu nhẹ. Và mình đã phục vụ được cái đó và mình cố gắng lắm mình mới thuyết phục được là mình đã dê về lại ghi đông zin, phục zin và đùm zin cho cái xe này. Đó, và ngay cả cái cốt bánh trước cũng vậy, các bạn có thể thấy là một cái cốt bánh trước này nó có thêm cái dấu chấm bên đây luôn nha. Đó, nó có dấu đám chấm bên đó luôn, còn cái việc mà nó có chấm bi bên kia là cái đó không nói rồi. Thì cái đây là mình đã dê về lại đúng. Nhưng mà cái sai thứ hai á, là cái sai là các bạn có thể thấy rim Thái mà sử dụng một cái dè sao trắng bùn dài cực kỳ của rim Super. Đó, thì cái dè này chủ xe người ta nói là ví dụ như á, là cái dè rim Thái nó ngắn quá, cái dè này nó dài, đi á tránh nước văng đồ, người ta thích như vậy. Ok, cái này là nó nằm bên ngoài, mình rất dễ xử lý cái việc này, cho nên mình sẽ chiều theo ý chủ xe cái vấn đề này được. Nhưng mà thực sự vô nhìn, nói chung là cái đó là sao, cái đó là cái vấn đề thực dụng của một chiếc xe. Ông nói cái việc đó đúng luôn á. Và cái xe Dream Thái nhà Tây đang đi, Tây vẫn gắn cái xe này vô trong cái xe Dream Thái nhà Tây đang đi nè. Cái vấn đề này là vấn đề thực dụng khi sử dụng một chiếc xe, là khi mà dọn chiếc xe xong ra là để đi chứ không phải để dựng. Rất là đúng. Và cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề cái yên này. Cái yên này thì nó sẽ có gì mới. Cái yên này á, thì Tây sẽ cho các bạn coi là cái yên này á, nó lạ hơn những cái yên khác á. Là đây, ở đây cái yên này nó màu trắng. Đó, cái yên này nó màu trắng nha các bạn. Cái yên này nó màu trắng chứ không phải là cái yên này nó màu đen. Và vì sao cái yên này nó màu trắng á, là theo ông chủ xe ông phân tích á, là khi mà chạy một cái xe á, để xe đồ á, thì ánh nắng nó chiếu vô cái màu đen á, nó hấp thụ ánh sáng, còn cái màu trắng á, nó phản xạ ánh sáng ra. Cho nên là với cái yên này á, thì ngồi nó sẽ không nóng đít và đi cho nó thoải mái, cho nên là có thể là từ đầu tới cuối của yên này các bạn có thể thấy là hoàn toàn là màu trắng hết. Đó, và khi mà mình đã sử dụng một cái yên màu trắng này á, thì mình có gọt góc cạnh luôn và mình vẫn có đi nạm kim đen ở trong luôn các bạn. Mình sử dụng nạm kim đen luôn nha. Đó, mình sử dụng nạm kim đen luôn. Và mình làm màu trắng gì thật sự là rất là khó chịu. Tới giai đoạn cuối cùng mình mới để cái yên này lên. Bởi vì sao? Bởi vì tay chân anh em thợ sửa xe mà, thì dầu nhớt rất là nhiều. Cho nên là đụng vô cái yên màu trắng là cái tối kỵ của mình á. Thì lợp cái yên màu trắng theo ý ổng luôn. Đó, và mình sử dụng yên màu trắng này thì là mình mua cái yên Super, mình lợp lại cái yên và mình lợp da yên màu trắng lại, chứ mình không mua yên Dream Thái. Bởi vì khi mà lợp màu trắng thì nó đã sai sách rồi. Bắt buộc mình luôn, mình phải sử dụng là cái yên Super, để sau này ví dụ như là người ta đi
người ta thay đổi quyết định của người ta, người ta lấy lại cái yên Diêm Thái người ta gắn lên đó, thì nó cũng không có tốn tiền mà nó cũng không có uổng và nó không có phí. Cho nên mình mới sử dụng là mình mua một cái súp be, yên súp be bằng nhựa mình gắn lên để chi nó đỡ, giống như là đỡ tốn tiền, là đỡ mất giá trị hay gì đó. Và sau này ví dụ như người ta đi, tại vì cái xe này căn bản luôn là mình đã dê và zin hết 100% rồi, tất cả mọi thứ nói chung là rim nguyên bản hết, thì cái yên và cái này, cái yên và cái chắn bùn là cái việc mà rất là dễ xử lý. Giống như là khi mà xong xuôi hết á, mình sẽ xử lý nó rất là dễ. Cho nên là mình mới quyết định là mua yên súp be, chỉ cần tháo cái yên ra bỏ và tháo cái chắn bùn ra bỏ, gắn đồ Diêm Thái vô là xong. Thì như các bạn đã thấy á, một cái xe mà dọn thì 9 người 10 ý, không có ai mà làm tốt hơn ai hết á. Chỉ có ai, giống như nếu mà sau này Tây làm xe nhiều, Tây có suy nghĩ của mình là mình cố gắng mình làm tốt được cho chủ xe sử dụng cái xe thôi. Chứ còn kêu mà Tây nghề người thợ, đa số luôn ai người ta cũng phải cố gắng hết sức mình hết. Thì hôm nay là giới thiệu với các anh em cái xe Diêm Thái này, thì chắc chắn cái dòng Diêm Thái là chịu người mê. Ví dụ như hồi nãy là có chú đi bộ ngang qua là chú đứng lại và chú phải coi một cái xe Diêm Thái đó. Bởi sao nó đẹp quá, nó long lanh quá, và với cái ánh sáng chân thật nhất 8 giờ sáng nó thể hiện hết toàn bộ những cái đẹp của cái xe, và từ đầu tới đích tất cả mọi chi tiết đều được hoàn mỹ. Thì cái xe này mình xin giới thiệu với anh em á, là mình cố tình gắn full đầy đủ như chủ xe muốn, rổ, kiến, ba ga, để cho mọi người á cùng xem được những cái thiết thực nhất và cái vấn đề thực dụng khi sử dụng một chiếc xe. Cái xe này là cái xe tình yêu của hai vợ chồng. Khi mà hai vợ chồng vừa quen là ông chủ xe ông bị bà vợ bá dụ, vừa quen là ông đưa cái xe rim này cho bà vợ đi liền, 6 tháng sau là cứ. Cho nên là hai cái xe rim này nó gắn bó với hai vợ chồng rất là nhiều về vấn đề là thời gian, kỷ niệm và những cái cuộc sống khó khăn trải qua đều trên cái xe rim này hết. Và chính xe rim này luôn, chứ không phải là người ta mua lại cái xe khác để người ta ôm lại kỷ niệm, mà là nó luôn. Và xe này về vấn đề sườn nè, về vấn đề dàn áo nè, về vấn đề máy nè, tất cả mọi thứ cái xe đều rất là xấu. Cái sườn xe này là tung chắc mấy lần đó, nó thụng sườn thụng đồ luôn. Cho nên là bánh sâu đồ nữa, bánh sâu gấp đồ nữa đều xéo qua xéo lại rất là nặng. Thì khi mà mình phục dựng lên dàn dạy biến số không còn, mà tung nặng tới nỗi biển số không còn, thì cái vấn đề mà phục dựng lại một cái xe á từ một cái đống đổ nát rất là xấu á thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Về vấn đề sườn trước, sườn và cái xe nó ngay, nó đứng đường dày rất là khó nha. Nó đứng trên một đường thẳng và nó chạy trên một đường thẳng. Cái xe này mình có thể tự tin mình review giới thiệu cho các bạn xem là bởi vì chủ xe là một cái anh trai người Bắc và ở gần mình, cho nên là người ta đã chạy thử rồi, người ta nhận biết được cái xe. Cho nên mình rất là dễ review vào cái xe này theo ý người ta. Ông chạy, ông có những cái cảm nhận rất là chính xác. Ông nói là khi mà anh chạy thả tay cái xe nó hơi nghiêng về bên trái. Cái đó là đúng luôn á. Ông nói ông chạy thả tay hơi nghiêng về bên trái là do cổ nặng đồ á. Mình phải căn chỉnh lại theo cái xe nữa. Một cái khung sườn nó chạy rất là nhiều năm, không thể nào mà hoàn toàn nó ngay ngắn được, phải căn chỉnh rất là nhiều lần. Về phần máy cũng vậy, nhưng mà thực sự luôn là ở đây là người ta không khó về độ chơi xe và cũng không khó về chiếc xe. Người ta muốn cái xe càng thực dụng càng tốt, càng hữu dụng trong cái việc đi làm hàng ngày càng tốt. Và những cái chỉnh sửa mà theo ý người ta là những chỉnh sửa nhỏ lại, chứ không phải là người ta đòi hỏi là à, em dọn cho anh cái xe 40 triệu phải đồ chơi xịn, em dọn cho anh cái xe 50 triệu mà phải là đồ chơi xịn. Không có, giống như là cứ dọn bình thường hết là được. Và tổng tiền cái xe này mình dọn là 53 triệu. Tất cả mọi thứ nha, thay hết toàn bộ. Và cái xe này không còn giữ lại được cái gì để mất hết. Đó, máy à, sáng sớm bấm đèn cái là nổ, có gan ti thì thầm. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình review sơ cho anh em về cái xe này. Thì đầu tiên như mọi lần, các bạn có thể thấy là dàn đồng hồ của Tây Quýnh thì luôn là tuyệt vời. Từ cầm công tắc ôm sát mí, cầm HLB ôm sát mí, viền đồng hồ ôm sát mí, viền đầu đèn ôm sát mí, xi nhan chó đèn Tây Thắng, ốc Tây Thắng, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Và ví dụ người ta nói là đừng có được vô đầu hai bà chân nha, quýnh ôm cái viền như vậy là hết cỡ. Bữa vô đọc bình luận comment của mấy cha nội nào không có bỏ xe làm á,
cái cùm nó chưa xét lắm nha. Thị trường luôn, bảo đảm với các bạn luôn, cái cùm xét cỡ này là hết cỡ rồi, muốn xét hơn cũng không được đâu. Đó. Quan trọng là tiền ít, hít lùng thơm là đây. Sử dụng một cái cùm HLB, không tồn kho, không mua mới, không gì. Sau này mình càng hướng vô những cái chiếc xe mình dọn á, ráng sao mà sử dụng đồ mới bình thường mà làm cho nó giống đồ tồn kho. Không bao giờ mua đồ tồn kho và chưa bao giờ xài một món đồ tồn kho nào trên những cái xe mình dọn hết. Ví dụ như giới thiệu với các bạn luôn, đây là một cái cốt bánh trước chấm bi của xe Lim Thái. Đó. Mình chưa bao giờ mà tính tiền một cái món đồ tồn kho nào, nó chỉ là đồ mới hoặc không đồ mới, đồ xài được hoặc là không làm được. Cốt bánh trước chấm bi, và đây là cốt bánh sau số 10. Cốt này là cốt bánh sau số 10. Đó. Rồi. Rồi đây ví dụ đây là những cái là xe tồn kho gì màu vàng nữa, thì thật sự luôn là đây là xe mới của anh Tây thôi, chứ không có gì mà phải màu vàng hết. Và mình cũng giới thiệu các bạn luôn cặp nút. Cặp nút này là cặp nút thâm điện của xe Lim Thái. Cặp nút thâm điện này á, thì thời điểm hiện tại anh em có thể thấy á, là mua không có, nhưng mà những cặp nút này anh Tây luôn có và nó rất là đẹp. Cái độ mỏng vô đây nó mỏng, nó thanh, nó ôm sát vô cái này mới đúng là những cái nút zin của xe Lim Thái đó nha. Còn những cái nút thâm điện mới giờ cái phần này nó dày lắm, nó dày lên nhìn nó thô và nó rất là xấu, nó không có thật. Còn những cái gì á mà mình đã làm lại đều cực kỳ giống với zin 100%. Cái đó là bao và tự tin, bởi vì sao, mình hiểu được cái món đồ đó, mình biết là cái đồ zin nó như thế nào. Ví dụ như một cái quả đào này cũng vậy, khi mà mình tung clip xe Lehman B lên á, đây là quả đào mới bình thường thôi chứ không phải quả đào giống xe Lehman B. Mình cứ lấy cái ni chuẩn ở trên xe zin, những cái chiếc xe mà giống như còn bẩn zin hay gì đó, mình so cái quả đào này với cái quả đào zin trên xe, mình sẽ biết được đúng cái quả đào những cái người mà người ta bán hàng, người ta nói đào tồn đào gì đó hay không là mình sẽ biết. Chứ mình đừng có quan trọng là nghe người ta nói lắm mà mình hãy so sánh với cái đồ cũ trên xe mình đó, nó sẽ lòi ra đúng. Rồi thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn là về phần nắp nồi. Nắp nồi và bồn sơn, nắp nồi và cần thắng cần số. Thì cái phần nắp nồi á, những cái màu sắc sau này mình sơn á thì là kêu là 90 rồi, không có xảy được với cái màu tồn kho. Và giò đạp và ốc và tán, những cái con tán này nè, tán bắt bô này đó, là đúng tán zin 100% luôn, và mua mới có chứ không phải không có đó. Nên nhớ nha, mua mới có vẫn có bình thường. Rồi từ cổ bô, vĩ bô cho tất cả mọi thứ nó phải cân đối với cái xe, nó không có bị lệch với cái sườn. Tiếp đó là cái phuộc. Cái phuộc này á là mình mua một cái phuộc Super đời đầu thôi, cũng không phải phuộc Lim Thái gì hết, bởi vì cái xe này phuộc của nó không còn. Và trong lúc mà mình nói chuyện với bạn, bạn để ý là cái bô nó vẫn còn nổ, xe vẫn còn nổ rất là ấm đó. Bởi vậy cho nên là về phần máy mình rất là tự tin ha, rất là ngon và rất là đã. Một cái xe quan trọng là khi mà dọn mới, dựng mới lên á, bánh nè, biết nè, chạy nè, đầm chắc cứng trước cái đã, rồi mới qua cái vấn đề là đẹp xấu dở. Bởi vì sao, phần máy là quan trọng nhất là cái tâm hồn của cái xe rồi. Phần dàn chân, phần thắng, phần dòng sinh dĩ, tất cả mọi thứ là cái vớp. Những cái mà khi mà mình leo lên nó chuyển động á, nó chuyển động là sao, mình leo lên mình ngồi cái xe em vừa dặn ống ga nó chạy á, là nó liên quan rất là nhiều cái. Từ ống ga, vừa leo lên là dặn ống ga đó, vừa bật công tắc khởi động luôn, bấm đề một cái là phải nổ. Bấm đề nổ xong rồi đúng không, mình dặn ống ga nè, nó phải nhẹ nhẹ, xong khi mà bắt đầu nó lăn bánh á, cái xe nó chạy nó phải lướt, nó phải dịu, nhông sinh dĩ nó phải êm, nó không có kêu rột rột rột, nó không có xào, nó không có hút gì đó, mà là mới là cái quan trọng. Chứ còn khi á mà các bạn dựng một cái xe lên nó đẹp như vậy không nói, nhưng mà nó chạy á kêu yếu dở, thì cái vấn đề nó mới là cái vấn đề quan trọng khi mà sử dụng một cái chiếc xe. Mình dựng lên một cái xe là mình luôn đặt cái vấn đề thực dụng vô. Anh em đừng có soi mói là ốc này không đúng, ốc kia không đúng, ốc này sai. Thật sự luôn á, sai hay đúng đều do mình quyết định và đều do chủ xe quyết định. Bởi vì sao, mình là người dọn cái xe, chủ xe là người sử dụng cái xe, và chủ xe là người then chốt bỏ số tiền ra dựng lại cái xe ý theo ta. Bây giờ ổng nói lợp y màu trắng á, dám cãi ổng kêu lợp y màu đen không? Cái nào đúng thì thôi. Ví dụ như ổng nói cái này thích của ta, nhưng mà ổng kêu tay làm cái thắng, chắc chắn tay sẽ không làm, bởi vì mình phải tư vấn đúng cho khách hàng nữa đó. Và thực sự luôn, dựng một cái xe này lên không phải là đấu đá về mặt là kinh tế, hoặc là đấu đá về mặt là tôi có một cái xe cộp,
mà người ta dựng cái xe này lên là để lấy lại những kỷ niệm từ hồi xưa của người ta. Người ta muốn giữ lại cái xe này. Và thật sự luôn là tổng tiền xe dọn này, tay dọn là 53 triệu anh em nhớ nha, là đủ để người ta mua một cái xe mới. Và người ta không mua cái xe mới, người ta muốn mua lại cái xe này. Và anh muốn mua một xe khác để anh dành anh đi, hai vợ chồng đi Tây Bắc, là anh muốn mua một cái xe mô tô VCR 155 á, anh chạy. Anh không có muốn mua một xe mới. Đó, cái xe này anh sẽ để ở nhà. Còn những cái nào mà trên hành trình anh đi phượt đồ, anh sẽ mua một cái xe đúng với cái hiệu suất của nó để mà chạy phượt Tây Bắc được. Đó, cái xe này ông này ổng chủ xe máu lửa, hai chủ xe rất là vui tính. Nếu mà hai vợ chồng rất là vui tính, nếu mà được thì mình sẽ xin phỏng vấn ông chủ xe luôn cho các bạn coi, vui lắm, nói chuyện đồ dễ thương cực kỳ. Thì hôm nay mình luôn cảm ơn những cái người anh, người em luôn đồng hành cùng với kênh Tây Quần Điển Vlog trong thời gian vừa qua. Anh em nào mà xem kênh của Tây mà thấy hay và chuyên mục review xe, sửa xe, làm xe, thì anh em nhớ bấm subscribe để nó tăng lượt đăng ký và ủng hộ lên cho Tây để kiếm tiền mua sửa tải cho thằng Tinh Nhan. Đó, và giờ cái xe này em trai có thể quay lại một vòng là từ đầu tới đuôi, từ đặt đuôi tới đích, để mọi người cùng coi về cái xe này không. Ừ, một cái xe mình dọn mới mà kêu là để đi lại hàng ngày bình thường với mức kinh tế 55 triệu theo Tây là rẻ nha anh em, rẻ. Bởi vì không còn giữ lại bất cứ cái gì hết của một cái chiếc xe, tất cả là đều thay mới hết, phụ tùng thay mới hết, chỉ còn giữ lại đúng cái lốc số, không còn được cái gì đã mất. Và nên nhớ cái tem gáy này quan trọng cực kỳ nha, tem gáy này là phải đúng tem gáy xịn mới được. Cái tem gáy đó mà dán tem gáy lô vô á, là xấu nét mất cái xe luôn. Và xe này sử dụng là bọc sơn rim Thái, tem bọc sơn đó là tem bọc sơn rim Thái luôn ha, cái tem thông số đó mọi người có thể thấy được cái nét chỉnh chu của nó. Mình cho mọi người nhìn sơ qua được một cái xe gắn liền nhiều kỷ niệm với anh chủ xe để mà thấy được những cái hay nhất và những cái đẹp nhất. Rồi, vậy là chào 500 anh em YouTube. Chúc anh em YouTube có một buổi tối xem kênh Tây Quần Điển Vlog một cách vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất. Địa chỉ hoạt động của tiệm Tây là 37 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, là cái cầu Bùi Hữu Nghĩa đó. Cầu đó kêu là cầu Bùi Hữu Nghĩa. 37 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh. Thời gian hoạt động là từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Sau giờ đó là miễn tiếp khách, miễn nhận xe. Rồi chào 500 anh em YouTube. Hẹn gặp anh em YouTube trong những clip hay sắp tới.